À, theo mình á, Rio Mã các bạn nên để bảng chiến giáp. Các bạn đến để Rio Mã bằng bằng chiến giáp thì các bạn đi đi được cái cống nó chiến giáp có tốc độ chạy. Bởi vì các bạn phải hiểu con Rio Mã là con vị tướng cơ động. Chúng ta phải tận dụng cái cơ động đó để chúng ta búp cái tốc độ chạy và cái chiến giáp. Đấy. Thì chúng ta chơi sẽ nhận tiền hơn và cảm ơn miễn phí nhiều nhá, cảm ơn em nhiều nhá. À, Nagarot bên kia là bẻ tránh, nó hành mình ghê quá. Thằng tránh nó hành mình quá gắt rồi. À, thằng tránh đánh gắt. Ai. À, mình nói lại nhá, Rio Mã. À, không. Rio Mã là tận dụng một vị tướng là đầu game chọc khỏe và từ cái đầu, nên các bạn hãy ưu tiên cho chiến giáp. Đi ra xa thì ai giống chị Hướng gì? À đúng rồi, chị Hướng phải mẹ đấy. Chị Hướng đang có làm bài giúp mẹ. Cá miễn phí nhá. Lại mũ đát. Mình muốn đánh cái keo mũ đát để Nagarot. Mình thề luôn đấy. Mình muốn chơi cái keo này để khi nào mà mình không bị bao nhiêu bị đê nữa thôi. Cái ghế gớm, hai cái bị đê. Hai game bị đe cái thật. Ok, cảm ơn miễn phí nha em nhé. À, mình vừa ngủ dậy đấy các bạn ạ. Cho nên mình không đánh nắng cái Rotary nữa. Ơi, mình vừa ngủ dậy cái nào của mình nổi chứ hoạt động ấy. Mình vừa ngủ dậy tức thi luôn, đánh rắn một cái hiện tại mình chưa ăn. Để mình dậy mình lái tím. Tâm mơ sướng đánh bút rát, tao đánh ná cũng đe được. Ok, bạn đe được thì bạn vào đây bạn đe mình đi nhá. Bạn đe là cái bạn vào đây bạn đe đi. À, mình cũng nói thực sự cái bản tính của mình rất thích người khác đe mình. Mình thích như vậy bởi vì như thế mình có thể lên tay hơn. Đấy. Nếu bạn nào mà đẹp mình thì các bạn hãy sắn mình và làm đe đi. Mình rất thích đe. Và thực sự mình đánh rất là ngu. Đấy. Mình là chứ mình rất thích một cái game khó. Cái chính của mình là thích một cái gì khó thôi. Đúng rồi, 5.5 cái nào khỏe hơn mà 5 tiếng cái nào phải lỗ. À, thực sự là mình đánh con rất là kém. À, và kỹ năng của mình nó chơi các vị tướng nó vẫn chơi đông đều. Thế nên là thực sự là chuyển với các bạn đen nên là cái chuyển nó rất là bình thường thôi. Bởi vì cái chuyển chả có ai ở thế này thế giới này mà có thể là trăm trận trăm thắng cả. Chứ có ai gọi là trăm trận trăm thắng hết. Cho nên là thực sự cái chuyện bị hành hay không bị hành thì nó rất là đơn giản thôi. À, mình vừa ngủ dậy cho nên là mình không đánh ná. Bởi vì ná nó phải hoạt động nhiều. Đánh như con nào để từ từ cho tỉnh táo ấy là mình đang vừa ngủ dậy mà. À, thích đe cơ không gặp được á. Ah.
Đấy, cho nên là mình cứ nhường cho đối thủ đánh ná thôi. Còn mình ở quầy có một rát mình đánh kẹt, cho nên mình phải tập luyện. Nó cướp ấy. Hai mất mày. Tiếp, chứ gì một quẹt đâu về. Ôi, rám đi thủ búa kia. Nó có cấp búa mình 100% luôn. Mình biết ngay rồi, nó chắc chắn nó sẽ đê con búa đỏ của mình. Hay quá nhờ. Ôi đừng ghét kinh nghiệm của tớ, làm sao lên được level 4. Trời ơi, bắn rám bắn kết thế này sao lên được level 4. Đánh rám kiểu gì mà kỳ vậy. Ôi, chấp cọc kinh nghiệm này. Ăn gấm luôn. Vai, level 3 thế này. Cái bản CP này bản đại cừu. Ăn nhánh này không có chiêu 3. Về. Vai bản này đánh là mình khổ vai. Thôi đừng lại thu trù đi. Đánh vô lý cái nào mà vô lý vậy. Từ thôi. Ui, rám đánh gắt vậy. Bạn trẻ ơi. Nó cấp búa mình nè. Và 20k chứ mà đánh khó vậy. Game đầu tiên bị đê khó chịu thật đấy.
to protect your soul. Nó đe con điếu má gắt nhờ. Nó đe con điếu má ác đấy. Khó đi gánh quá. Bài diễn này khó đi gánh quá. Bóng được kia.
Hỏng rồi. Đánh bút rát thì nay thì hỏng rồi. Ôi trời. Ok, cảm ơn mẹ tôi. Đừng quấn quải của mình nha, để nó gánh mồi cái đường này thôi. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Mà tụi lẽ đánh hay vai.
cũng lén đánh hay vai. Ui ôi vai, tím của tôi sao vậy? Đánh đến nay thì chịu đây. Tím mình khó hiểu vai, đánh đấm đi vô lý vậy, mất hai đường oán như này. Ôi trời ơi, tự nhiên mất hai đường oán vai, khó hiểu cái tím này ghê đấy. Mấy bạn ấy đánh đấm vô lý thật. Đâu game kèm thế ngoài nói, nhưng mà cuối game các bạn phải biết như mà. Nói chung mình hiểu cái đơn giản nhất là cả một game phải có một người lỗ thì lúc đó mới thua được. Nếu các bạn phải biết chứ, các bạn cố gắng chút. Game nào mất mấy thủ combat một phát thẳng là cùng win thôi. Phải combat quét sạch nó phải 2 lần. Ôi win, ngon quá. Đấy các bạn vậy, tao đột biệt, ôi không có quái. Không có quái. Các bạn phải tạo đột biến như thế chứ. Ăn được một đường. Ô, win được. Win được baby ơi, win được. Sai ơi, đây. Các bạn phải tạo đột biến như thế thì mình mới có cái nền tảng mà mình viết được nó. Đấy, phải đánh như thế. Các bạn phải làm như thế. Trời ơi.